Chào các bạn, mời các bạn đến với phần tổng hợp tin tức bóng đá tối ngày hôm nay, mùng 4 tháng 9. Trong bản tin này mời quý vị và các bạn đến với những tin tức chính sau đây. Họp báo Thái Lan Việt Nam, thầy Park xử đẹp phóng viên đội chủ nhà. Đại diện câu lạc bộ Hereven choáng với sức hút của Văn Hậu, đánh bật cả sao Real Madrid. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Họp báo trước trận Việt Nam gặp Thái Lan, thầy Park xử đẹp phóng viên Thái Lan. Huấn luyện viên Park Hang-seo đã tỏ ra không hài lòng khi một vài phóng viên của Thái Lan ồn ào trong phòng họp báo. Chia sẻ về vấn đề Thái Lan phản ứng mạnh mẽ việc dò dỉ ảnh tập, thậm chí yêu cầu khách sạn đổi chỗ của phóng viên Việt Nam xuống tầng thấp, huấn luyện viên Park Hang-seo cho biết. Việc chụp ảnh đó không phải vấn đề gì quá to tát. Họ, tức là phóng viên, bỏ tiền ở khách sạn và khi thấy cảnh từ xa thì họ chụp. Thái Lan có thể chuyển sân tập sang sân khác Tôi đã biết thông tin này qua truyền thông Hàn Quốc và VFF. Và đó không phải là việc quá nhạy cảm, không nhất thiết phải làm quá lên thế. Tôi là huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam, không cần phải nói về vấn đề này, nhưng để đẩy hết phóng viên đội khách xuống tầng 1, tầng 2 của khách sạn đối diện sân để họ không tác nghiệp được là vấn đề nhạy cảm. Khi được hỏi về siêu sao tuyển Thái Chanathip Songkrasin, ông Park tiếp lời. Chanathip là tài năng của bóng đá Thái Lan đang thi đấu ở Nhật Bản thể hình của cậu ấy cao lớn nhưng đá tốt hai chân. Khả năng thâm nhập vào vòng cấm tốt có sự kết hợp với các đồng đội. Tất nhiên là Thái Lan có nhiều cầu thủ tốt nhưng Chanathip là cầu thủ mà chúng tôi phải cảnh giác. Khi được đề cập ngược về chiến thắng 1-0 tại k Cup, huấn luyện viên Park Hang Seo đã tỏ ra thận trọng. Chúng tôi thắng 1-0 nhưng không có nghĩa gì lớn. Tuy nhiên nếu tính cả quá trình lịch sử Việt Nam với Thái Lan thì chúng tôi có bất lợi nhưng bất lợi trước đây đã chuyển sang thời kỳ khác. Các cầu thủ của tôi tự tin chiến thắng ở Kings Cup 2019 giúp cho các cầu thủ Việt Nam ở thế hệ sau này tự tin cao. Thái Lan là đối thủ chơi được không có gì phải ngại cả. Tôi là huấn luyện viên trưởng ở giải đấu nào, trận đấu nào cũng có áp lực. Lớn như vòng loại World Cup lại thi đấu ở sân khách thì càng áp lực. Gần đây các đội bóng của Thái Lan liên tục thua Việt Nam từ đội nữ U23 Tôi biết Thái Lan chuẩn bị cho trận đấu này nhiều. Họ có huấn luyện viên mới. Trận đấu ngày mai sẽ khó khăn với người Thái. Họ muốn thắng nhưng chúng tôi có sự chuẩn bị đầy đủ và bình tĩnh nhất. Không ai biết kết quả này ngày mai sẽ như thế nào. Nhưng ngày mai chúng tôi sẽ đá với tinh thần của Việt Nam. Huấn luyện viên Park Hang Seo kết lại trong buổi họp báo. Có một chi tiết trong buổi họp báo khi thấy nhóm phóng viên của Thái Lan khá ồn ào trong phòng họp. Huấn luyện viên Park Hang Seo đã lên tiếng nhắc nhở. Nếu không muốn nghe các bạn có thể đi ra ngoài, các bạn yêu cầu chúng tôi phải lịch sự thì cũng cần lịch sự lại chứ trong khi đó khi được hỏi đâu là điểm mạnh của đội chủ nhà quế ngọc hải cho biết thái lan vừa có sự bổ nhiệm huấn luyện viên mới các cầu thủ rất muốn chứng tỏ thi đấu tốt trong trận đầu tiên của huấn luyện viên người nhật họ có động lực và tinh thần tốt các cầu thủ thái lan đang thi đấu ở nước ngoài là một thế mạnh của đội chủ nhà va chạm là không tránh khỏi vì bóng đá là môn đối kháng chúng tôi vào sân đầu tiên là đề cao tinh thần chiến thắng khát khao. Hai đội đều muốn giành chiến thắng. Trận ngày mai chúng tôi sẽ cố gắng cống hiến. Hai đội sẽ mang tới một trận đấu nhiều cảm xúc tuyệt vời với người hâm mộ. Ngọc Hải sẽ biết tiếp. Việt Nam đã có 10 ngày để chuẩn bị. Mọi cầu thủ đã sẵn sàng. Tâm lý của chúng tôi rất thoải mái cho trận đấu ngày mai. Đội trưởng đội tuyển quốc gia Việt Nam chia sẻ đầy tự tin. Trong khi đó trong trận đấu ngày mai chỉ cần đánh bại được Thái Lan, tuyển Việt Nam sẽ tạo thành tích chưa từng có trong lịch sử. Trong quá khứ thì đội tuyển quốc gia Việt Nam chưa từng thắng được Thái Lan trong hai trận liên tiếp. Tuy nhiên, lịch sử có thể sang trang vào ngày mai, mùng 5 tháng 9. Xét về lịch sử đối đầu, Thái Lan đang chiếm ưu thế hoàn toàn trước đội tuyển Việt Nam của chúng ta. Thống kê chỉ ra sau 22 lần gặp gỡ kể từ năm 1995, những ngôi sao vàng mới thắng được 3, hòa 4 và thất bại tới 15 trận. Trong quá khứ, chúng ta cũng chưa từng thắng người hàng xóm hai lần liên tiếp. Thành tích tốt nhất chỉ là một thắng một hòa trong hai lần giai đoạn 1998-1999 và cuối năm 2008. Đây là những khoảng thời gian mà Việt Nam sở hữu trong tay thế hệ vàng. Năm 1998 là Lứa Huỳnh Đức, Hồng Sơn và 10 năm sau là dàn cầu thủ dưới tay huấn luyện viên Calisto. Tuy nhiên thành tích đáng buồn trên có thể thay đổi vào ngày mai khi hai đội gặp nhau tại vòng loại World Cup. Chỉ cần Quang Hải và các đồng đội giành chọn 3 điểm, chúng ta sẽ có lần đầu tiên trong lịch sử cho voi chiến hai lần ôm hận liên tiếp ở cấp độ đội tuyển quốc gia, lại còn đều trên sân đối phương. Trước đó hồi tháng 6 vừa qua, Việt Nam đã vượt qua Thái Lan 1-0 ngay tại Kiss Cup, Không phải không có cơ sở để tin vào một kết quả khả quan dành cho đội tuyển Việt Nam. Thầy trò ông Park Hang-seo vẫn đang chơi vô cùng ổn định trong suốt thời gian qua, lọt tới tứ kết Asian Cup và về nhì ở Kiss Cup. Trong khi đó, Thái Lan đang gặp vấn đề. Họ vừa thay huấn luyện viên trưởng và chịu thêm sức ép không nhỏ từ các cổ động viên. Tờ Prachachat cho rằng ông thầy mới Akira Nishino bị các fan quay lưng nếu không thắng được Việt Nam trong trận đấu tới đây. Về tình hình nhân sự, Văn Hậu đã có mặt tại Thái Lan vào tối ngày hôm qua sau khi sang Hà Lan ký hợp đồng với câu lạc bộ heerenveen Câu lạc bộ heerenveen thốt lên, Văn Hậu đánh bật cả sao Real Madrid Đại diện của câu lạc bộ SC Heerenveen tuyên bố trong niềm hân hoan, Sức nóng Đoàn Văn Hậu tạo ra vượt xa cả sao Real Madrid mà họ ký kết. Đoàn Văn Hậu ra mắt Heerenveen đúng vào ngày quốc khánh mùng 2 tháng 9, trước khi vội vã bay đến Thái Lan cùng đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho trận derby ở Đông Nam Á trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2022 vào tối ngày mai, mùng 5 tháng 9. Những hình ảnh, dữ liệu nổi bật về Đoàn Văn Hậu trong cả màu áo U23 Việt Nam tuyển Việt Nam và câu lạc bộ Hà Nội là lý do chính để cho câu lạc bộ bóng đá của Hà Lan SC Heeren quyết định ký hợp đồng với anh. Tất nhiên, cùng với việc lần đầu tiên mang về một cầu thủ đến từ Đông Nam Á, đội bóng châu Âu này cũng nhắm đến hiệu ứng mà Đoàn Văn Hậu mang lại. Và trong lúc đang đàm phán với một số tập đoàn tại Việt Nam tài trợ cho câu lạc bộ, đội ngũ lãnh đạo Heeren đi từ ngạc nhiên này đến ngỡ ngàng khác bởi sức hút của Đoàn Văn Hậu mang lại là quá lớn, không thể tưởng tượng nổi. Phát ngôn viên của Hidaven đã thốt lên: Chúng tôi nghĩ Đoàn Văn Hậu sẽ tăng thêm cho câu lạc bộ về mặt truyền thông xã hội, nhưng những gì đang diễn ra thực sự vượt xa sự mong đợi của chúng tôi. Khi tôi nhìn vào trang Facebook của Hidaven vào sáng nay có gần 250.000 người thích và lúc này đã tăng gần 280.000 cùng gần 290.000 người theo dõi, thật không thể tin được. Đại diện Hidaven cho biết bởi cơn sốt Đoàn Văn Hậu đến từ Việt Nam mà đội ngũ câu lạc bộ được dịp vô cùng bận rộn để cố gắng đáp lại tấm lòng quan tâm Văn Hậu cũng như Hideven của người hâm mộ Việt Nam. Tất cả chúng ta đang suy nghĩ làm sao để đáp lại sự quan tâm đó. Hideven sẽ nỗ lực bằng mọi cách. Có lẽ sắp tới chúng tôi có cả thông tin bằng tiếng Việt. Theo phát ngôn viên của câu lạc bộ thì cú hích Đoàn Văn Hậu mang đến lớn hơn bất cứ vụ chuyển nhượng nào trước đó. Chúng tôi ký hợp đồng với Martin từ Real Madrid cũng tạo nhiều sự chú ý trong làng bóng đá châu Âu hay với Reza, thu hút nhiều sự quan tâm từ Iran. Nhưng sức nóng của đoàn văn hậu thì lớn hơn rất nhiều và không thể so sánh được. Đoàn văn hậu ra đi giá trị gì cho bóng đá Việt? Thưa quý vị, theo Gabriel Tan, bóng đá Việt Nam hiện đang tận hưởng thành quả từ một thế hệ vàng. Với việc đoàn văn hậu gia nhập DVC Side Haravan, bóng đá Việt Nam đang tiến thêm một bước nữa. Đối với mọi tài năng đã được thể hiện bản lĩnh của mình để bóng đá Việt Nam có thể tự hào, Kevin Gabriel Tan đang chưa rõ đội tuyển Việt Nam sẽ khởi động chiến dịch vòng loại FIFA World Cup 2022 trong tuần này ra sao sau những trận tranh đua giải quốc gia Village 1. Trước đoàn văn hậu, hai cầu thủ khác cũng có cơ hội thử sức ở các đội bóng nước ngoài là Nguyễn Công Phượng và Đặng Văn Lâm. Có một điều khá đáng chú ý là Nguyễn Quang Hải, ngôi sao được nhiều người nhắc tới khi nói về bóng đá Việt Nam nói riêng và khu vực Đông Nam Á nói chung, vẫn chỉ thi đấu cho câu lạc bộ Hà Nội FC. Ngoài ra còn có Lương Xuân Trường người từng có thỏa thuận cho mượn Hàn Quốc và Thái Lan, nhưng hiện đang quay lại Hoàng Anh Gia Lai. Sau những trải nghiệm ở Village thì việc có cơ hội ở những cấp độ cao hơn như Nhật Bản, Hàn Quốc hay một quốc gia Tây Á như Qatar cũng sẽ là một bước tiến để các cầu thủ Việt thử thách bản thân tốt hơn. Tất nhiên châu Âu vẫn là một đấu trường thần thánh và đó là nơi Văn Hậu đang chạm chân đến. Văn Hậu chỉ mới 20 đã thể hiện được rất nhiều điều kể từ khi ra mắt tại các giải chuyên nghiệp vào năm 2017. Điều này cho thấy anh có tiềm năng để thành công ở châu Âu. Hậu về trái này có kỹ thuật, có nền tảng vững chắc tại Hà Nội và được rèn luyện dưới bàn tay của huấn luyện viên Việt Nam Park Hang Seo. Anh có thể thi đấu thời gian dài nhưng sự chênh lệch về thể chất với người châu Âu cũng có thể sẽ làm một rào cản. Như việc huyền thoại Lê Công Vinh góp mặt ở giải vô địch Bồ đầu Nha, người hâm mộ Việt Nam xứng đáng có một cái tên, một số áo để hô vang khi họ theo dõi các trận túc cầu trên màn hình vào lúc nửa đêm. Thật tuyệt khi bóng đá Việt Nam đã đạt được rất nhiều thành tựu trong 20 tháng qua, bắt đầu với việc họ tiến vào trận chung kết tại giải vô địch AFC U23 2018, giành vị trí thứ tư tại Asian Games, giành cúp Suzuki sau đó lọt tứ kết Asian Cup nhưng nếu những người như Quang Hải, Xuân Trường và Vũ Văn Thanh có thể theo chân băng hậu lên đường sang châu Âu, thì có lẽ một ngày nào đó Việt Nam không chỉ mơ ước về việc đủ điều kiện tham dự Asian Cup mà còn có thể nhắm đến mục tiêu là giành được nó. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe bản tin này của chúng tôi. đừng quên đăng ký kênh và bật thông báo để đón nghe những tin tức bóng đá mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.